phụ kiện xung tác. Sau đây mình xin giới thiệu một chiếc đèn OLED cực kỳ sáng dùng để đi phượt, đi dã ngoại. Ở đây có gồm có 10 đèn này có gồm có 11 chức năng. Dầu cắt, búa đập kiến và cái đèn này đèn chính và những cái đèn LED đèn phụ. Đặc điểm cái cây đèn này là có rất là nhiều đèn LED và đèn báo tín hiệu màu xanh với màu đỏ. Và đặc điểm nổi bật nhất là có còi hú. Ở đây mình thử test thử nha, từ chức năng. Đèn này dùng pin để sạc thông qua nguồn điện 220V, dùng cổng sạc micro USB để sạc điện, hoặc mình có thể dùng cổng USB để sạc cho điện thoại. Giờ mình thử cái độ sáng của đèn. Đó. Chế độ sử dụng, chế độ sáng, sáng vừa, sáng SOS. Khi mà mình muốn chuyển đổi cái đèn minh thông để sáng thì mình có thể nhấn và giữ 5 giây để có thể sáng. Bấm qua một cái chế độ sáng mờ, dùng để làm đọc sách hoặc là xem đi dã ngoại vân vân cũng được. Đó. Và muốn chuyển qua SOS. Ngoài ra ở bên đây nó còn có một còi hú nữa. Nhấn giữ khoảng 13 giây mới đổi tiếng chuông. Ngoài ra nó còn có một để hết rồi. Cảm ơn, mình đã giới thiệu xong tất cả các chức năng của nó. Cảm ơn.